khái niệm đạo đức. Đạo đức là nền tảng cho sự tồn tại của cộng đồng xã hội. Con người có đạo đức sẽ tạo nên sự liên kết vững bền với nhau. Có đạo đức, con người có niềm tin với nhau. Có niềm tin với nhau, con người sẽ yên tâm sống, làm việc, học tập, phấn đấu, ước mơ, tu dưỡng. Có niềm tin với nhau, con người có thể hợp tác với nhau để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Thiếu đạo đức, con người chỉ chực chờ làm khổ nhau. Thiếu đạo đức, con người không dám hợp tác với nhau để cùng sống, cùng xây dựng. Xã hội vì thế sẽ lụi tàn hủy diệt. Trong con người luôn tồn tại hai khuynh hướng trái ngược là thiện và ác. Thiện là lòng thương người thương vật, muốn cho mọi loài được an vui hạnh phúc. Ác thì ngược lại, chỉ muốn được phần mình mà bất chấp nỗi đau của kẻ khác. Khi sinh ra, mỗi người đã có sẵn một số khuynh hướng thiện và ác đem theo từ đâu tận kiếp trước. Trong kiếp này, tùy theo điều kiện về môi trường, giáo dục mà các khuynh hướng thiện hay ác đó sẽ thay đổi ra sao. Có người được điều kiện thuận lợi để khuynh hướng thiện phát triển, đạo đức tăng trưởng. Có người không may lọt vào môi trường xấu, khuynh hướng ác nảy nở, trở thành người mất đạo đức và bị xã hội luật pháp kết tội. Mỗi người chúng ta đều có bổn phận, bắt buộc đấy phải hoàn thiện đạo đức của mình dần dần, để cho sự có mặt của mình là niềm vui, sự yên tâm, sự an toàn của cộng đồng chung quanh. Nếu ta không tự hoàn thiện đạo đức của mình, ta sẽ trở thành gánh nặng, nỗi lo lắng, sự đe dọa, sự nguy hiểm cho cộng đồng chung quanh. Đừng nói việc tu dưỡng đạo đức là việc tự giác của mỗi người. Không, việc tu dưỡng đạo đức thật sự là trách nhiệm bắt buộc của mỗi người, để sự tồn tại của người đó không trở thành sự nguy hiểm cho người khác.